Today is a day to remember. First, we have so much to be grateful for. Here at British University Vietnam, we have enjoyed a great educational experience. We have finally achieved a bachelor's degree of academic excellence, as you're supposedly holding in your hands. Của Việt Nam. Ngày ở đấy thì mình rất là kiểu lo lắng ấy, không biết là mình sẽ có thể học được ở đây không, tiếng Anh của mình có liệu có ổn không. Thời gian đầu mới vào trường thì mình cảm thấy khá là bỡ ngỡ với việc là mọi người đặt câu hỏi rất nhiều, chủ động đặt câu hỏi rất nhiều với các thầy cô trong giờ học, và đấy là một văn hóa khá là lạ so với mình. Khi mình đến trường thì được các anh chị ở trong phòng đào tạo cũng như là các thầy cô giáo chào đón rất là nồng nhiệt, và đấy là một trong những ấn tượng đầu tiên của mình về trường. Sau 3 năm học tập ở BUV thì mình cảm thấy mình có hai sự thay đổi lớn nhất, đó là mình trưởng thành hơn và mình thực tế hơn rất là nhiều. Mình cũng đã thay đổi khá là nhiều, ví dụ như mình dạn dĩ hơn, mình dễ giao tiếp hơn với người ngoài, mình đứng trước camera là mình không run nữa, và mình thấy mình cũng đã tự trở nên trưởng thành hơn. Mình sẵn sàng hơn để đối mặt với những thử thách ngoài cuộc sống mà không đổ lỗi cho bản thân hay đổ lỗi cho người khác nữa. We acknowledge and highly appreciate the responsible, cautious, and certain behavior that the teachers and staff have given to our children to help them not only obtain professional knowledge, but also possess good personality and strong dynamic thinking to success in life. Thật sự rất là muốn gửi lời cảm ơn đến cô, đó là tiến sĩ Marin Vail. Cô đã giúp đỡ Linh rất là nhiều, không chỉ trong cái việc học tập ở trong lớp, mà cô còn giúp Linh trong cái việc viết thư giới thiệu để cho Linh tham gia các chương trình trao đổi ở nước ngoài. Và nhờ sự giúp đỡ của cô thì Linh đã thành công rất là nhiều, không chỉ ở cái việc học tập trong lớp mà còn là những cái cơ hội ở nước ngoài. Đặc biệt cảm ơn thầy Sasi và cô Zoe, hai người đấy đã giúp cho mình, giảng cho mình rất là chi tiết, đồng hành với mình trong những cái thời gian học. Đầu tiên đấy là thầy Mike, thì cái phong cách dạy của thầy rất là gọn gàng này, nói rất ít nhưng mà giúp học sinh có thể hiểu được rất nhiều. Có một người thầy khác mà mình luôn tìm đến mỗi khi mà mình cần thông tin thêm, đấy là thầy John. Thì có lẽ là Mike và John là hai thầy giáo mà mình cảm thấy biết ơn nhất vì đã được trở thành học sinh của các thầy trong 3 năm vừa qua. Chợt nhận ra là ô, thế là bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, chúng ta sẽ không bao giờ đến lớp cùng với nhau nữa. Em có một chút hụt hẫng bởi vì là bây giờ là sẽ không còn được đến trường nữa, không được gặp thầy cô nữa, không được gặp các anh chị làm ở đây nữa, không được gặp bạn bè nữa. Mình muốn cảm ơn các bạn cùng lớp với mình, cảm ơn BUV Dance Club cũng như là tất cả mọi người tại Đại học Anh Quốc Việt Nam đã cho mình một trải nghiệm thời còn trẻ tuyệt vời như thế. Linh chúc các bạn luôn luôn thành công, gặp nhiều may mắn cũng như là sẽ luôn luôn vui vẻ trên con đường sự nghiệp và con đường học hành mà mình đã chọn. Mình xin dành lời cảm ơn đến với những thầy cô cũng như là các anh chị trong ban giám hiệu nhà trường cũng như là các bạn bè đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng theo học tại BUV. From tomorrow, you can stop studying, but never ever stop learning. There are different forms of success. I don't wish, but I believe you will own success sooner or later in your own way. When we leave here today, let's celebrate what we have accomplished, but let's also look forward to the future with an open mind, with eagerness to learn. And finally, class of 2019, congratulations and good luck. Not just got skills, but you have a great sense of enthusiasm and a great sense of ambition.
And I have no doubt that in the years ahead, you will make real, important, and lasting contributions to the future of your country. Today is a great day where the students will be going out, taking up new jobs, and using the skills that they've acquired through their Staffordshire degree. And we wish them the very best and want them to keep in touch with us into the future. Please go out into the environment, into the work life and into your lives and do the very, very best that you can for Vietnam and the world. Go out and make your mark. Congratulations on your achievements today. You've completed your 3-year journey. You have a British degree and a very bright future. Good luck into that future. Good luck in your careers. Always remember British University Vietnam. And remember, a BUV student becomes a BUV alumni, and you will always be part of our university. Congratulations.